Mến chào quý vị và bạn đang xem kênh YouTube của Tình Vlog. Hiện tại Tình đang có mặt tại thị trấn Cai Lậy thuộc tỉnh Tiền Giang. Tối hôm nay thì mình có ở lại chùa Đông Phương Tự vì chỗ sư Phước Vạn có một ca thêu vào lúc 8 giờ rưỡi tối. Thực sự đây là lần đầu tiên mình mới thấy một cái cảnh thêu vào 8 giờ rưỡi tối. Lúc sớm thì có nghe sư chia sẻ nhưng mà không có nhìn thấy nên cũng chưa tin. Tới bây giờ mới tin. Không biết chỗ cô chính ở lại làm Phật sự giúp sư Phước Vạn thì cô chính có từng chứng kiến cái cảnh thiêu buổi tối bao giờ chưa thưa cô chính? Có hoài chứ gì, nhiều khi không giờ là 12 giờ khuya nữa. 12 giờ đêm mà sư Phước Vạn vẫn thiêu luôn hả? Vẫn thiêu luôn. Dạ. Nhưng mà không biết tại sao người ta lại thiêu buổi tối như vậy thưa cô chính à? Vậy người ta coi, người ta tin gì đó, người ta cũng như là trong gia đình hợp ai giờ nào vậy đó, người ta cũng coi thầy. Dạ. Thầy nói giờ nào là ta đem thiêu giờ nấy à. Không biết quý cô bác anh chị có bao giờ chứng kiến cái cảnh thiêu buổi tối như thế này chưa? Chứ mình lần đầu tiên mình thấy mà mình nghe kể không mình cũng đã sợ. Tại vì ban đêm qua bên lò thiêu đã là một cái chuyện khá là rùng rợn rồi. Mà còn phải ngồi canh lò thiêu. Mà mấy lúc thiêu vào lúc 12 giờ đêm thì chỗ khu chính có qua bên đó xem bao giờ chưa? Quen rồi. Dạ. Nhiều khi cô ở đây cô coi chừng chùa. Dạ. Rồi sư qua bển. Con có nghe bà con cô bác chia sẻ là hôm trước cô chính qua bên chỗ là thiêu bị nhát hả cô chính? Có nhưng mà đâu dám nói ai đâu. Bị sao cô chính? Cô chính bị sao? Thì mới đầu ở trên nóc chùa nghe gầm 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 ấy. Mà cái nhìn sao mà không thấy, không có gió, lặng im à. Mà cái giống như có người mì dậm 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 đi trên gầm 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 vậy. Cái mấy người đứng nguyện niệm Phật. Niệm Phật rồi cái nói giờ thì tôi cũng qua đây tôi cũng kiểm tra vậy đó. Dòm ngó rằng mà cũng như là 12 giờ khuya thiêu thì chiều là truyền điện qua bển á, thì chiều mới qua thì đang bắt điện bắt đồ kiểm tra điện thì nghe là ở trên nóc lò thiêu á gầm gầm vậy. Cái nói ủa sao giờ không có gió, không có cái gì hết trơn mà sao kỳ vậy? Cái bắt đầu mới suy nghĩ là có người nhát. Cái mới nguyện hồi cái sao rồi im hăng phát hả? Niệm Phật á, bà nguyện nói giờ nếu mà các vong linh ở đây á, thì tôi qua kiểm tra vậy đó, rồi 12 giờ khuya thiêu mà lúc là 5-6 giờ chiều. À, mờ hả? Đi qua bển đi. Rồi cái tối lại cái một hồi cái hết rồi. Ở trên im lặng rồi cái ở dưới lò thiêu có người khóc. Khóc hụ vậy á. Tiền ơi. Tại vì sao biết không? Tại mấy bữa trước á là có tụi nó vô ở trong cái mấy cái miễu nó xin số. Rồi cái bỏ mấy đôi dép ở đó. Rồi cái sáng thì cô qua cô phụ cô quét cái lò thiêu á thì tụi nó mới chạy vô, nó kiếm coi mấy đôi dép còn không. Là nó đi buổi chiều tối nó linh á. Rồi cái bắt đầu cái nó vô nó tha vô lượm mấy đôi dép, mấy hỏi nó mới kể cho nghe. Nó kể cô nghe rồi sau mấy ngày sau là tới thiêu 12 giờ chiều qua bển là kiểm tra đèn. Thì mấy bị mấy mình cũng có cái tinh thần là tụi nó đã nói trước rồi. Thì thiệt tối hụ ở trên nóc chùa gầm cái nguyện niệm Phật rồi xong hết cái rồi ở trong lò thiêu là vậy đó. Trong lò thiêu hả, hụ mình tưởng đâu ai nhát, mới đi vòng lò thiêu dòm giáp vòng á. Cô biết rồi cũng dạng lắm, tại mình tin tưởng nơi Đức Phật, mình niệm Phật mình không có làm gì ai phiền, thì mình chỉ niệm Phật hồi hướng phước cho người ta thôi. À, hoặc là mình đọc kinh gãy tâm từ á, thì mình trong kinh Đức Phật có dạy đó, thì ra mình đọc kinh gãy tâm từ á thì hồi hướng phước cho người ta cái tự nhiên êm. Chứ mới đầu thì cô cũng đi vòng thì ai nhẹ đâu nghe trong lò thiêu hổ rùng rợn lắm. Nếu mà người người mà bệnh tim hay là hổng chân là họ chết luôn nữa.
Tại vì cô cũng đã có người tụi nó kể rồi. Rồi nó vô á, là nó kiếm dép dài gặp cô nữa, mà dắt sáng cô quét dọn á. Rồi cái gì con hỏi cô nói kể cho con có làm cái clip vậy thôi chứ cô không có nói ai đơn chỉ trong chùa biết chứ mà bạn bè đứa này nọ biết thôi chứ đâu dám nói ra nói rồi người ta đồn thì người ta sợ vậy thôi à. Lúc mà cô đi qua kiểm tra điện với đèn á là cô đi với ai thưa cô Chính? Đi với có cô Út mà cô Út giờ cô về ngoài chùa ở ngoài Đồng Nai cô ở rồi. Dạ. Nhưng mà lúc đó là chỉ có mỗi mình rồi cô Chính nghe tiếng người đi trên nóc ton hay là chỗ cô Út có nghe không? Không biết cô Út nghe không chứ cô Út cô nghe cô nghe rồi cô biết nó nghe gì không Út cái nó đâu nghe gì mà cô nghe rồi cô nguyện hết cái tới chừng mà hụ là nó nghe hụ nó nghe rồi cái cô mới nói nó cô mới nói em nghe gì không đấy cái nó đứng như chết trân à cái nói thôi niệm phật đi đi. Rồi cái xong xuôi rồi kiểm tra rồi đèn cháy sáng rồi mới đi về. Ban đầu là chỗ cô Chính chỉ nghe tiếng làm sọc sẹt ở trên nóc tôn thôi hả cô Chính? Đi gầm luôn, ý hệt như là người ta vỗ, người ta đóng tôn trên nóc nhà vậy đó, lớn lắm. Thì rồi lúc nó... sau mình mới nghe tiếng khóc ở trong cái lò thiêu hả? Sau mới nghe tiếng khóc lò thiêu đó thật sự. Lúc chứ... mà cô Chính nghe tiếng khóc trong lò thiêu lúc đó run sợ chưa thưa cô Chính? Cũng sợ nhưng mà cô có cái niềm tin nơi Đức Phật là cô hay nguyện qua bển là nếu mà có sự cố gì cô hay nguyện đọc kinh gãy tâm từ lắm. Có bài kinh đó đó rồi cái cô kêu nhỏ em nó niệm Phật rồi cái cô đọc rồi cô hồi hướng phước. Cô nói những phước báo gì tôi làm hàng ngày nếu tôi có phước tôi xin hồi hướng với các vị hết để cho các vị được hưởng cái phước báo. Để mà các vị được siêu thoát về nơi tốt đẹp vậy. Mình cũng nguyện cũng cầu cũng giái cho người ta. Qua bển lúc nào cô cũng tụng kinh niệm giái cho người ta mà mấy lúc đó bữa đó thì lo làm rút rồi đi về thành ra không có đọc kinh, không có nguyện, không có gì hết trơn á, cái bắt đầu vô là khảo te tua vậy đó mà cũng tỉnh bơ hả. Cô Út mà đi chung với cô Chính á, lúc mà nghe tiếng người khóc như vậy thì cô Út sợ có biểu hiện. Nó hiền lắm, nó làm thinh à, nó nói năng gì á, nó cứ núp bóng theo cô không à. Dạ. Tội nghiệp lắm, hiền lắm, nó không có dám hó hé gì trơn, cái gì cũng xây chuyển nó nếu. Rồi cái chỗ bên miếu mà những người mà hay tới xin số là sao cô Chính, ở bên đó có miếu hả? Có nhiều người ta về giái, người ta trúng số rồi đó. Dạ. Rồi có nhiều khi người ta giái á, người ta đi xin, người ta trúng, người ta cúng theo hoài. Thường ta xin luôn. Là xin trong lò thiêu hay là xin trong cái ngôi miếu riêng? Xin ngôi lò thiêu, chứ ngôi miếu không có. Xin trong lò thiêu hả? Nhưng mà sau này á, nhiều khi á, người xin mà người ta cúng không có đúng đó, rồi về người ta cũng khổ sở. Có nhiều khi tối á, ở đâu chạy xe du lịch tới đâu á, rồi lại gọi họ hỏi cửa. Cái mà cô ngộ lắm, cô sống cô có đức tin, thành ra cô không muốn cái điều gì thì làm như là lần đó rồi là không có nữa, không có tái diễn nữa. Đi xe du lịch đó nha, rồi đem con vịt, rồi họ cắt cổ, họ lấy cái máu, họ để trước người chỗ lò thiêu, hồi sinh số nó nổi lên. Cái nhiều khi á, hồi sinh họ trúng rồi á, cái họ đi nữa, nhưng mà cô nói thôi đi. Đem con vịt vô cho chùa, tại chùa Nam Tông thì mình ăn mặn, nhưng mà họ cắt cổ giết chết rồi. Rồi mấy lúc đó rồi cô cho thì rồi cô cũng làm tại nó tay cắt cổ thì giết chết rồi mà. Rồi cái sau này cô mới nói thôi, từ đây về sau mình không có cấm cản người ta, sợ người ta phá lò thiêu. Rồi cái nói thôi giờ á, ai có xin thì xin chứ thôi tôi không có nhận nữa, không có nhận con vịt nữa vậy đó. Cái sau này là chạy xe du lịch xuống mới xin rồi về, xin về chứ sau này cô không có nhận rằng lấy làm vịt lấy thịt ăn nữa, vì cô cũng sợ lắm. Thì cô nói thôi ăn miếng ăn không đáng gì mà không dám nhận, không dám lấy nữa. Sau này nó
tự động không biết có mà xuống lấy hình như thấy vắng, không có tới nữa. Kể từ ngày cô Chính gặp cái hiện tượng như là chỗ các vong linh nhát mình ở trên nóc ton rồi tiếng khóc trong lò thiêu, thì cô Chính có qua bên lò thiêu đó lần nào nữa không thưa cô Chính? Có, cũng thường hoài, nhưng mà cái buổi chiều là không có đi nữa nha. Có sư đi, sư cũng đi, không đi qua không làm. Ông làm nhiều khi cũng kêu hai vợ chồng cô nhỏ này qua bển với ông. Thì cô nói thôi chắc tối sao ớn quá. Rồi nhiều khi tối thiêu bển rồi cái có kêu hai cái chồng nhỏ này nè, Hằng này với nó đi qua bển. Rồi cô nói cô lớn tuổi rồi, rồi cô không sợ, cũng không gì, mình cũng hơi sợ rồi. Mấy cái dòng mạnh nó theo mình làm sao, rồi thành ra thôi. Với sư ổng cũng ít cho qua lắm, cái chiều chiều sáng sáng vậy hay làm gì bận biểu thì ổng mới kêu. Cứ qua bển mình cũng sợ vong linh đồ, mình cũng có niềm tin, mình cũng niệm Phật. Vô đó là bắt đầu niệm Phật suốt luôn, đâu có buông cái tiếng niệm Phật đâu. Coi vậy chứ vong dữ lắm. Mình khi biết. Mà cô đi qua bên lò thiêu là cô cảm nhận được bên đó vong nhiều hả cô Chính? Biết làm như nó có một cái gì nó hơi nặng nề hay là mình hồi hộp nặng cái ngực kia. Dạ. Ừ. Với thành ra cô cũng nói khi nào có gì cô cần thiết quét dọn hay gì, hay cô bà cháu đi rủ đi liên qua bển quét dọn thì phải có hai bà cháu, mà đi về là cái đầu nhức dữ lắm, nhức đầu. Đi một mình là đi không nổi hả cô Chính? Cũng bình thường, nhưng mà sao lại đi về cái cảm người là nó nhức đầu, nó không có được như mà mạnh khỏe, như là nhiều khi họ làm như là mình tưởng tượng hay gì không biết. Nhiều khi cũng niệm Phật để buông, không nhớ không nghĩ, mà làm như nó có hơi cái ám khí nặng nề vậy đó. Coi vậy chứ lò thiêu mà, bởi nhiều khi sư cũng nói người nào mà lãnh lấy hũ cốt về phải kêu vong linh. Có khi á, gia đình ta nói là ông đó đó, ông nói chùa đóng cửa lại, ông ở ngoài nè, mà ông lạnh lẽo lắm. Rồi nói sao gia đình không kêu ông về. Có nhiều người đi ra này cái đứng nói chuyện rồi cái không có kêu vong đi theo về, rồi cái là người ta chạy rồi cái người ta về không theo về hay gì á. Rồi cái bắt đầu mới nhờ thầy lại tụng kinh kêu tên tuổi họ về. Về nhà gia đình ở vậy đó. Coi vậy chứ ta chết nó cũng còn vong linh. Cái người sống thì mình thấy là còn cái gì cũng có cái sự năn nỉ ha, lỗi lầm gì tha thứ rồi được, còn người chết không có đó. Quan gia nghiệp báo không có theo báo ứng chết luôn, bởi làm cái điều gì phải cho nó chân thật, cho nó tốt, cho nó đúng nghĩa. Đừng làm gì quan trái uất ức người ta, còn nhiều khi lỡ người ta chết người ta theo mình ám ảnh lắm. Ta có thể quật lại mình nữa á. Cái vong linh người chết rất là khó. Còn người sống thì mình còn dễ tha thứ, với người chết họ không tha thứ đâu. Quan gia nghiệp báo theo họ báo ứng dữ lắm, người nhiều người đời người ta không hiểu, người ta cũng không có tôn trọng, chứ người chết đó là quan trọng lắm cái vong linh. Vậy là trước đó đã có một cái trường hợp là như người ta thiêu vào ban đêm, cái người ta đem hũ cốt về luôn, rồi cái người ta không có kêu vong về theo, rồi vong còn vất vưởng ở đây đứng trước cổng chùa kêu lạnh luôn hả cô Chính? Nó kêu có người kêu người ta về, mà người ta cái sư ông nói về thì gia đình sư cho về nhà đó, biết nhà thì về báo cho người ta đi, rồi người ta đọc kinh người ta rước về. Nhưng mà vong đứng trước cửa chùa kêu để mà được về đến nhà là kêu chỗ sư vạn hay là cũng như sư ngủ á, sư dạ. Đi thiền á thì sư nằm sư ngủ rồi người ta kêu. Dạ, kêu sư chứ không phải kêu cô Chính. Ừ, kêu sư. Thế cô Chính có bao giờ nghe những cái hiện tượng có vậy nè, có thực tế là có vậy nè. Cái bữa đó thiêu đứa bé ở bên lò bên á, mà
mà sao lại thiêu người lớn? Thiêu bé bé thì trên cái thùng, cái thùng ở ngoài, còn thiêu người lớn ấy thì trong cái lò thiêu. Thì sư ổng mới lấy, ổng mới lượm cốt về về chùa, mà đứa bé thì sư chưa có lượm đó, thì thành ra cái sư đang dùng cơm cái bữa đó, đó mới nhắc sư: sư ơi, đứa bé sư đem về chưa? Tại vì đứa bé gửi đây rồi sư công chuyện quá nhiều, còn người nào mà ổng hẹn lấy trước thì ổng đưa, còn đứa bé thì đem về sau rằng cũng gửi vô chùa, thì thành ra ổng cái nào, cái nào mà cần thiết thì ổng lượm trước. Trời ơi, về á, về bữa đó nó nhập cái, nhập cái người mà ở chùa á, giãy đổng đổng luôn, nói cha mẹ tôi dặn á là theo ông sư về chùa, con ở đây nha, ba mẹ về thôi, để mẹ con miễn miễn mà xong rồi lượm cốt con theo sư về chùa nha, sư chơi theo sư về chùa nha, mà dặn hoài vậy đó, rồi dặn mấy lần vậy đó, rồi hai ông bà rồi từ giả về lại họ về luôn, họ không có tới nữa. Thì tại đứa bé mà cái vậy mà hả, nhập lên kêu á, cái nói sao con nhắc sư, sư nói rồi sao tới qua bữa sau nó dạy tử nó làm vậy á, cái nói mình cũng hỏi ai, cái nói con là đứa bé nè, sư thiêu rồi sư chưa có lụm cốt con đem về chùa, mà mẹ con dặn á là con phải theo sư về, con theo sư về mà cốt con còn nằm bển á. Trời ơi, nó nói hả dẫn ốc luôn, cái bắt đầu nói sư qua sư bển, cái gáp qua bển lượm mười bỏ hũ cốt đem về. Có nhiều chuyện dữ lắm ở đây, là tâm linh đủ thứ chuyện hết trơn. Nhưng mà lúc mà đứa bé đó nhập nhập Phật tử đi chùa hay là nhập người trong gia đình? Nhập người trong chùa. Nhập người trong chùa luôn. Ừ, như nhập cô Út vậy đó. Dạ. Rồi đó còn cô Út. Nhập lên là nói rõ ràng rành mạch những cái lời mà chỗ cha mẹ của đứa bé dặn luôn hả cô Chính? Ừ. Hồi đó hình như là mấy năm về trước, còn sư ông mà nhập sư Dạng. Nhập sư Dạng mà vì sư Dạng hồi đó chưa xuất gia. Đúng rồi, nhập sư Dạng tại hồi đó là đang ngồi dùng cơm. Rồi cái cô mới hỏi đứa bé ghen về chưa, không tự nhiên nhập lên chạy tử là khóc vậy đó. Rồi cái mới biết là chưa, tại vì cô sợ là hay quên á, cô nhắc dữ lắm. Quên là gì không biết, không làm để người ta hỏi, rồi bữa người gia đình ta tới thăm mà người ta hỏi làm sao. Ồ, vậy là ngày xưa sư Vạn cũng bị nhập nữa hả cô Chính? Có. Lúc đó sư Vạn là thường xuyên, ông gì chứ ông nhẹ bông dĩa lắm. Ồ. Nhập thường xuyên, từ khi ông làm sư tới giờ là không có thôi, không dám, tại mặc áo cà sa Đức Phật. Chứ trước đó là bị nhập dữ lắm. Trước đó bị dữ lắm. Lúc mà sư ông còn sống là cô Chính đã là Phật tử đây rồi hả cô Chính? Phật tử này, cô này nữa là 21 năm ở đây. 21 năm nay cô Chính. Còn nhiều khi lúc đó rồi đó, ông chưa xuất gia đó. Còn nhiều khi ông đi bạn bè đi đám tiệc đó, là không có chút là bắt đầu dẫn qua bển nằm bển, nó không có cho về. Chàng ơi. Là mà, lúc mà sư Vạn chưa xuất gia là thường xuyên bị dẫn qua bên lò thiêu nằm luôn hả cô? Với lại chiều về nè, 7-8 giờ là cô tụng kinh, thành ra là không có cho ổng vô chùa, dẫn ổng qua bển. Rồi cái khi tụi cô tụng kinh xong rồi tụi cô đi kiếm nói, rồi qua bển thấy nằm bển á. Lúc mà sư Vạn bị đứa nhỏ nó nhập vô thì biểu hiện của sư Vạn khóc vì vậy tử à. Dạ. Y hệt như đứa nít vậy. Vậy là cô Chính coi như là những cái chuyện tâm linh gì ở trong chùa trải qua bao nhiêu năm là cô Chính coi như là biết hết luôn rồi. Cô mà 21 năm mà ngộ lắm. Cô mà thắc mắc cái gì á
là cô ngồi thiền rồi cô ngủ nha, ngồi thiền xong rồi cô mấy hồi hướng phước xong rồi cô ngủ. Thì nói ra thì rồi cái bắt đầu là cô ngủ ngủ là tối lại cô thấy là cô thắc mắc cái điều gì là cho cô thấy rõ cái trường hợp sao vậy cô biết hết trơn. Lúc mà sư ông còn sống, sư ông cũng đứng lò thiêu bên đó luôn hả cô Chính? Có đứng sư giao cho cái sư dạng này à, trong ngoài gì, sư dạng này lo hết. Dạ. Con không nghĩ là lúc mà sư bạn chưa xuất gia bị nhập nhiều như vậy luôn á. Ừ, đó, nhập thường xuyên. Thảo nào trong những câu chuyện mà sư bạn chia sẻ với con cùng với quý chị bà con cô bác, sư bạn có khả năng như là tương thông, có khả năng nói chuyện được với những người vô hình á? Ừ, được. Vậy mách bảo ông, nói ông nhiều khi ông ngồi ông nói chuyện mình à, mình ấy mình thấy mình cũng hết hồn nhưng mà quen rồi. Ông nói chuyện mấy cái dòng. Trời ơi, ông đi đâu ông cũng hút thuốc một ngày mấy gói. Ông cúng á, người ta xin á. Cúng ở đây là mấy ông nhậu xỉn sai cũng gửi trong này. Rồi mấy ông mà ta là thường xuyên này dòng cốt còn gửi trong này hết trơn. Rồi á, nhiều người ta thời gian người ta cũng phải đi đầu thai. Chứ gửi hỏi biết bao nhiêu năm 600 cốt rồi bao nhiêu mà mấy chục năm nay là dồn lại biết nhiêu nằm ở trong hàng ngàn cái cốt. Thì có lúc mà lúc người ta đi đầu thai bớt hay gì á, chứ thôi đông nghẹt mình sống ở đây á, mình cũng kinh kệ thường xuyên đặng hồi hướng phước cho ta hưởng. Rồi chứ trời ơi có nhiều khi á nha, có đợt đó hai anh em mà chết rồi gửi trong này, rồi hai đứa chị đi lấy cốt kinh cốt thảy xuống sông, cô nghe cô mới thấy xót xa, cô mới hỏi hai đứa nè sao không để đây đi, rồi năm tới một lần cũng được chứ sao mà kinh đi về đổ xuống sông. Đổ xuống sông là phải có thầy tụng kinh rồi rước vong về nhà hay là chứ để rồi nó không hiểu rồi nó tụi bay đi về mà bay nhớ nhan kêu tên tuổi họ rồi theo bay đi về nhà chứ không bà bay liền bay đổ vậy mà không có mời thỉnh sư thầy gì tụng kinh gãi rồi là sư thầy mới kêu tên tuổi về. Còn tụi bay thì làm sợ tốn tiền cúng dường cho thầy sư thầy đó, rồi tụi bay cứ làm đại đùa vậy, rồi hai đứa này nó còn trẻ rồi nó ở ngoài bờ ngoài bụi nó không có theo về, tụi bay đâu có kêu nó đâu biết, nó lo mãi nó ở đó. Đó mày nói ừ đi xuống sông tắm đi, rồi bay đổ cốt đồ dưới sông rồi cái nó ở đó hoài, rồi tụi bay đi chạy xe đi về thì nó ở ngoài đó sau này á nó không có nơi nương tựa, cái vong hồn mà rồi không có chỗ trú mà không có ai mà ở chùa nó ấm cúng mà lại đem đi ra vậy, không biết nghe lời ai mà đem ra thảy xong vậy. Giờ tụi bay tao cứ chỉ tao cũng không có rành gì mấy nhưng mà tao theo tao nghĩ á thầy quá cùng luôn thầy quá trời nhưng mà chứ cũng kêu vô khác à. Cô tôi mở nữ mất hả? 63 tuổi. Không. Rồi thành ra con biết sao không, cái cô mới kêu á là tụi bay phải nguyện giấy tên tuổi rồi về nhà nha, chứ để rồi ở ngoài đó rồi mai mốt á rồi cứ nhập người này nhập người nọ rồi báo người ta tội nghiệp người ta không có chỗ nương tựa, tụi bay phải kêu về. Cái bữa đó không nhập lên, nhập nhỏ chị tại chùa cái tôi hỏi cái nó hỏi cái nó người ở chùa là cũng nói là kể ai mà chết á, chồng của con nhỏ đó nhập vô con nhỏ đó, chồng của con nhỏ đó chết mà đói khát dữ lắm không ai cúng, nhà quan con cái giờ nó đi làm ăn mướn nó bỏ nhà trống lỏng mà thờ không có người cúng kiến gì hết, thì thành ra nó mới nói là mày phải nói kêu con nhỏ chị thứ sáu á, nói với nhỏ này thứ bảy là mày phải bà phải kêu á, là con bé bảy á, là về cúng cúng chồng nó đi
chứ để giờ nó gặp tôi nó khóc, nó ôm nhôm nhách, không có đói khát, không có ăn uống, không có khổ sở lắm. Đó, nhập về về nói vậy á, cái cô mới nói vậy là hai đứa ở đây no đủ hôn, là chị của nó hỏi nha. Cái nói no đủ, có cô chín cút nè, nấu cơm nấu nước ăn đầy đủ. Rồi tối đục kinh hồi hướng với lạy sư ổng, trước khi ăn rồi một muỗng cơm dâng cho ổng thì ổng mới đục kinh. Đục kinh rồi ổng hồi hướng phước các vong linh này về dùng. Rồi xong rồi ổng mới ổng hồi hướng xong rồi ổng mới dùng mâm cơm đó. Thì thành ra nói ở đây no đủ hết. Đó, đợt đó vậy đó. Rồi nói có đền ơn cô không? Nói cô Út cô chính lo nè. Cái nó có đợt cô hỏi có đền ơn không? Cái nó nói có chứ. Hồi đền ơn mà cô về với nhà nha. Cô đâu có biết ở trên này là nó dẫn hai chị ôm hai cái hũ của anh em nó mà dẫn đi vòng chùa vậy. Rồi đi đứa ga đứng vậy nè. Là ở dưới làm như ai thúc giục cô là đi lên. Vô đi lên là nó cầm 250 ngàn. Nó vừa chạy ra về nó cầm nó đưa. Trời nó cô hả, cô nói mà cô kể cô vẫn ngốc luôn. Bởi vì sao hôm nay cô khẳng định là người chết rất là linh. Có coi vậy chứ mình phải đối xử người ta tử tế chứ đừng có bừa bãi coi thường người ta. Hoặc là mã mồ người ta mà lên trên đó ha. Đáy bậy để bạ cũng ăn tội nha, không có được nha. Cái gì cũng vậy cũng phải tử tế. Đối xử người chết, người sống vậy chứ mình còn có cái mình xin lỗi rồi người ta còn tha thứ chứ. Người chết rất là khó. Theo những gì mà cô Chính chia sẻ là cô Chính từng chứng kiến những câu chuyện tâm linh. Đó thật đó, cô không giờ nói thêm nói bớt nói gì hết trơn. Vì cô Chính đã từng chứng kiến những cảnh mà những người mất mà nhập về gia quyến họ hàng của họ đó. Thì cô Chính đã chứng kiến tới bây giờ là bao nhiêu lần cô Chính nhớ không? Nhớ cũng nhiều lắm. Nhiều lắm, nhưng mà hỏi hai mấy năm rồi thì thành ra bây giờ mỗi năm có câu chuyện, hai ba câu chuyện thì con biết dồn biết bao nhiêu. Chắc bây giờ cô Chính mà cô nói là con nhớ cái gì, cô nói đại khái rồi. Vậy là có thật là cái vậy đó. Chắc bây giờ cô Chính thấy cái cảnh mà người thân bị nhập là chắc bình thường rồi hả cô Chính? Bình thường. Tại vì chứng kiến nhiều quá mà đúng không thưa cô Chính? Có nhiều người ha, người ta vô chùa, người ta chưa kịp đốt nhang là thằng chồng nhập vợ rồi đó. Chàng ơi. Nhập vô khóc lóc rồi nói sao là em xuống em không vô đốt cho anh cây nhang. Tại dốt đốt Phật rồi cái bả xuống bả đâu dám qua bển. Về nhập bả, rồi tới giờ bả không dám lời chùa luôn. Chàng ơi. Bả từ biệt luôn, không dám lời chùa luôn. Nhiều khi bả đi ngang bả không dám vô luôn. Có bao giờ tối cô Chính ngủ á, cô Chính nghe tiếng người kêu mình hay là nghe âm thanh hú hí gì không thưa cô Chính? Cô vì nằm cô thấy cái điểm gì mà lương thiện thì cô quan hỷ lắm. Mà từ xưa giờ nói đúng là tụng kinh rồi hồi hướng phước, ta làm gì điều phước đức không à. Thành ra cô thấy không có nằm chim bao, thấy cái gì điều gì ác điều sái lương tâm hết. Rồi nhiều khi chư thiên thử giờ thấy đồ đó đạt trong chùa còn nhiều quá vậy đó, cái người ta lợi người ta than khổ vậy đó, cô cũng lấy cô cho. Là cô thấy miếng cười làm sao không biết cho người ta, giúp người ta bớt khổ là mình thấy mình mừng rồi. Chứ không có phải là mình nằm ở nữa nói mình hơi mình giữ là mình không cho. Thì mình sợ là cái tâm mình ích kỷ, mình không có đối xử nhân xử thế tốt đẹp. Ra cô nằm cô thấy điều gì tốt rồi cô mừng. Chứ thiệt hồi đó giờ không có nằm thấy cái gì mà cái tâm mình nó ác hết trơn không có. Hồi xưa còn cô Út ở đây, cô Út hay bị nhập lắm hả cô Chính? Cô Út hả? Dạ. Cô Út thì thỉnh thoảng thôi, ít thôi. Với cô Út này lại nhiều khi nó ít có tin lắm, có cô tin. Có nhiều khi á, người ta về nhà nhập sư dạng, chú dạng ha. Hồi đó chú dạng, rồi là kêu cô qua. Thì trong khi đó là kêu cô lại bốn lại. Rồi ổng về, ổng mới cho cô hay. Là như thế nào thế nào, là tìm cái gì trong chùa mất cái gì, tìm cái gì chỗ nào là ổng chỉ ngay chát luôn, hay chỗ đó luôn. Là chỗ là cái ông này ổng như thần thánh hay gì không biết,
như như cái trường hợp này nè, cô kể cái trường hợp này nữa là thôi, cái dinh ở bển á, cái dinh ở bển á là cô đi lụm mà ông Địa ông Thần Tài hay mấy cái khánh gì vậy đó, rồi cô vô đó cô để rồi cô đốt nhang. Thì trong khi đó bữa đó có mấy thiêu, cái mấy hàng nhậu nó đợi nó coi thiêu, thì nó nhậu cá nó đầm đá mấy cái khánh ông Địa ông Thần Tài, nó văng tùm lum, rồi cái nó bể sức tay gãy gọng là ông về ông nhập liền. Ông nói, ê con nhỏ đó, mày tại vì cô tới 10 giờ, 11 giờ cô mới ngủ, cái cô hay coi truyền hình này kia nọ, cái bắt đầu cái mày qua mày lại, tao bốn lại đi rồi tao nhờ mày này. Cái nó, cái cũng lũi thủi, đi lại ngay chỗ cái bàn, ông ngồi đó, là nhập lên cái bàn ngay trước ông ngồi, thì mới quỳ lại bốn lại. Ông kêu ra rõ ràng cái mới nói, trời nay sao tự nhiên kêu lại. Mà cái đó là quen rồi nhưng mà hay nói, cái bắt đầu ấy con biết sao không, cái lại ổng rồi, cái xong rồi cái ổng mới nói đây nè, nó nhậu xỉn nó đá đổ ông lum nè, mai mày mua hai cái ông Địa ông Thần Tài nhỏ xíu đi, là thì mua mỗi ông 10.000 hay ông 20 nhỏ xíu, mà đại diện để trước cái dinh, ghinh cái dinh đứng lại để lượm mấy cái mảnh mà ông Địa ông Thần Tài mà nó đá văng tùm lum la, phải lượm từng mảnh bỏ vô trong cái dinh đó, đốt nhang lại thì dùm cho tao đi, chứ để coi với mấy người tài ta thừa kiện, ta thừa kiện người ta nhăn tao quá trời luôn. Giờ tao kêu tao nhờ mày, mà tôi nói thiệt nhiều chuyện dữ lắm, nhưng mà cô kể đại khái vậy thôi cho con làm được cái liếm, chứ cô không biết bao nhiêu chuyện nói. Cái đó là sự thật. Cô đứng đây là ngay trước cổng chùa, không bao giờ cô nói thêm một bước, một lời nào. Đinh vậy đó, là cô nghĩ là cái ông này thổ thần thủ địa đất đai đây quá à. Cái ông thần thánh ấy, thổ thần thủ địa đất đai ấy. Kêu cô gõ gàng, cô đi làm liền, sáng ngày qua thấy làm liền. Từ lúc mà sư Vạn bước vào con đường tu tập thì sư Vạn đâu có còn nhập nữa không? Không có nhập, không có ấy gì hết. Yeah. Nhưng mà có cái gì thì linh tính lắm. Như ngày sư ông mất ha, thì chư thiên cũng nói kỳ này là sư ông ra đi luôn cái nhăn nhỏ. Tao nói, tao báo cho mày biết nha, là kỳ này sư ông đi luôn, không có trở lại đó. Là ông bệnh, ông chở ông đi 5 ngày là chở ông chạy về là ông chết. Mà chính trong khi là ông tắt thở là có mình cô thôi, còn cái ông không có ai biết nữa, không ai tới. Ở lầu 9 bệnh viện Chợ Rẫy với cô Út đó thôi. Mà cô Út đó thì nó nhát lắm, nó thấy người ta nằm mà la liệt. Phòng mà bệnh viện Chợ Rẫy là năm ăn năm thua đó, là yếu đuối rồi, cần là người nào 10 người là còn sống chừng người, hay người không có sống nhiều. Sư đưa lên trên đó là trời ơi, nó thấy ha, nó ngồi sau lưng chị mà nó khóc. Trời, nó khóc hụ, cái nó dây rồi hỏi sao ạ. Cái nó trời ơi, em sợ quá chị ơi, giờ có hai chị em mình mà nuôi sư đây không biết gồng gánh nổi không. Cái nó không có sao đâu, thì mình mướn mấy cái cô trong đó lau chùi thay đồ thay đạt cho sư, mình trả tiền. Có chị đi không sao đâu. Là ông nằm đâu có mấy ngày đó rồi ông ra đi luôn. Ngày xưa sư ông còn sống thì sư ông giỏi về tâm linh không thưa cô Chính? Không, ông chỉ ngồi thiền với ông không có ông không có tin, ông có tin sư ông á hả cô Chính? Ông có tin gì hết trơn á. Cô mà sống là trong khi đó ông chết này lâu rồi, 5 năm rồi, cô sống 17 năm rồi. Có chuyện gì dạ thưa sư, rồi tích tắc một hai phút là đi chỗ khác, không có mà nói chuyện với ổng nhiều. Còn chỗ sư Vạn thì thiên hướng về tâm linh nhiều đúng không thưa cô chú? Sư Vạn tin à, tại sư Vạn nhiều khi lúc mà sư Vạn còn là chưa xuất gia thì ổng bị nhập lên nhập xuống thường xuyên dữ lắm, trời ơi kể không hết luôn. Tại vì cô ở hai mấy năm nay lận là... Rồi cứ vậy đó, nhìn thấy rồi cứ có sự thật vậy đó, về kêu rồi ra gì. Ra là bắt gặp liền à. Cười lắm, có lần đó
ngay chỗ cái tháp của sư bà là có người anh cả, là anh cả của sư, là hồi xưa chết hồi 3 tuổi còn nhỏ, mà khi mẹ chết rồi làm cái tháp bà là lên trên này. Cái bữa đó gì cô với sư ông với cô Út đi chùa về thì tối lại ngủ là ổng kêu, thấy ổng nằm ổng có cái giò lên ngay có cái thềm ngoài cái tháp á. Cái ông kêu ổng nói nè, tao nói cho mày nghe nè, mai á tại sao cái nhà mẹ tao ở mà mày để gác ghến gì tùm lum tà la ở trong cái nhà đó, rồi mày nhắm đi tao ké tao ở mà bây giờ không có chỗ tao ở, tao nằm ngoài hiên vậy nè, mày thấy không? Mà ổng nằm ổng téo ngoe cái giò ổng, rồi cái ổng lắc cái giò, cái cô mới nói, cô làm mới nói ừ vậy thì thôi để đi tôi gánh tôi dọn. Cái thiệt cô cái miệng cô cũng trả lời, cô cũng nói cái nằm ngủ với con cô Út đó, cái cổ mới nắm tay cổ giật cô nói cái gì mà bà nói chuyện nắm nhảm hoài à. Ai, nó nghĩ là mình làm nằm chim bao mà cái miệng mình chết nói nó cũng sợ, cái nắm nó mất cái giật mình thức dậy. Cái nói vậy ha, tao nói chuyện với ông hai mà anh cả mà có tao làm thế ông về cũng trách tao, để mai thì tao trả lời mày nghe, giờ niệm Phật ngủ. Cái đặng 4 giờ dậy tụng kinh, cái sợ thức dậy rồi nói chuyện, cái hồi ngủ không được, rồi sáng ngày dậy trễ sao cái nói thôi đi nằm ngủ, cái tới chừng con biết sao không, cái sáng ngày ra kể nó nghe là hai đứa đi tập thể dục là 5 giờ tới 6 giờ mấy 7 giờ cái đi quét chùa, cái đi ra ngoài cái sực nhớ lại nói đêm hôm bà kể tôi nằm bao thấy gì, bà sáng bà kể cái mấy bắt đầu kể nghe đấy, đêm hôm mày coi anh cả anh vậy anh kêu tao đâu giờ hai chị em mình lại đó coi cô phải vậy không, tao nhìn tao thấy á là má bà là bà mới lấy lên bà dở cái khánh lên là gớt 3 cái hình, một cái hình của ông mà ông cậu tài cậu quý ôm con gà, rồi á là một cái hình quan công quan đế, rồi một cái hình nữa mẹ sanh mẹ độ là 3 tấm hình bà nắm gì nè gớt ra, là lúc đó ông mới kêu tao là đem dẹp, ông la tao quá thì tao mới nói ừ thì để đi tôi dọn cho ông ngủ, ông làm gì ông la la tôi ông la tôi giữ vậy, thì lúc đó tao trả lời cái miệng tao ớ mày kêu đó, thì bây giờ á để tao dẫn mày lại coi phải không. Thiệt trời ơi tôi nói thiệt với gì nói thiệt với con nha, dở lên á thì là thấy 3 cái hình đó y chang như tối nằm chị bao vậy đó, là dở lên là nắm lên cái trong cái bỏ trong cái khánh nó gớt lủng củng phải ginh ra đem qua quên cái dinh bệnh bỏ bệnh á, còn dọn trống lỏng bây giờ là không dám để cái gì trong đó, miếng để vô á là phải đáy xác vô rồi xin phép ổng nói anh cả ơi cho tôi để nhờ này trong này đi, rồi bất quá ông nằm trên này ông ngủ, tại vì cái gì mà cái quách đó thì cô mới để trong đó, nó quách bằng xi măng, cô để xác vô mà cô có xin phép không á, chứ hổm hổm ha ở nhà sư dạng á cũng như ai lại gửi cho chùa đó rồi giữ giùm, rồi cái ông đem liền vô trong đó nhét vô trong đó, rồi đâu tối ông vô ngủ đâu có chỗ ông ngủ. Cái bữa đi chùa về cái ông kêu thiệt, bữa sáng ra là dẫn Út ra là dở lên thấy y chang vậy đó, kể sao thấy vậy, bởi nó đi rồi chứ nó còn ở đây hả, nó tin cô lắm, tại vì nói ra là có tối mà nằm chim bao thấy cái điềm gì là sáng ngày có liền hả. Bởi ở đây á cô nghĩ chư thiên cũng độ cô dữ lắm, mê thành ra làm đi cô có duyên cái chùa này, có ai mà nhà cửa giờ nói thiệt cái con nghe là cái nhà miếng giường á là bỏ quan á, có cái nhà đàng hoàng tử tế 2-3 phòng thì cầu tiêu nhà tắm ngăn nắp tắm đầy đủ tiện nghi hết mà không có ở. Cô lên đây cô ở để cho thằng trai ở mà thằng trai nó cũng không có ở nữa, nó về quê vợ nó ở rồi.
Vì thành ra với lại cô đây, cô có nguyện hai đứa con cô á, là cuộc đời của cô sống bất hạnh khổ lắm, thành ra cô mới nói thôi giờ á, mong rằng lên chùa làm công đức rồi cũng nguyện với chư thiên cho con á, nếu mà sau này hai đứa con học thành tài rồi gả vợ cưới chồng cho nó đàng hoàng, nếu nó có chồng có vợ thì con nguyện con làm công quả ở chùa suốt đời. Thiệt là cô khi cô gả lên đây cô trúng số, trúng số cô cũng mới tiền mới cưới vợ thằng con trai, chứ gả con gái thì mình không có tiền cũng được đó. Thằng con trai không có đồng bạc, đang khổ nuôi học đại học là cô đổ nợ đó, cô thiếu nợ, cô trúng lên cũng xuống cầm vé số đi bán để hẹn nợ người ta đó. Mà cuối cùng rồi là sau này là cô nguyện á, là gả vợ cưới chồng xong thiệt vô trúng vé số sắm vàng mấy cây vàng cưới vợ cho nó, có thằng trai à, mà là ở đây người ta cứu giúp cô dữ lắm đó. Cái gì về là cô nguyện là cô được á, rồi cái còn bao nhiêu thì cô cúng dường với chùa đó. Thì sao trong chùa của mình rồi nhiều hài cốt lắm hả cô? Hài cốt dữ lắm, trong này nè, còn mà vô quầy hả cỡ khoảng bao nhiêu cô? Khoảng 500-600 mà trên chứ không dưới, nhiều lắm. Ban ngày thì quay được hai cái tháp mà con đêm quay thấy hơi rùng rợn một chút xíu. Không có, con muốn quay thì cô vô cô quay, kêu sư đi theo con. Giờ để hôm nào sớm đi con quay lại con quay. Lúc sớm thì mình cũng định đi qua bên chỗ lò thiêu, tại vì nghe chỗ sư vạn cùng với cô Chính chia sẻ là lò thiêu bên đó cái chỗ mái đã bị mục nát hết rồi. Mình định đi qua bên đó. Chiều con có quay chưa? Dạ chưa, lúc nãy có thiêu bên đó thì con định đi qua, nhưng mà nghe chỗ người nhà nói là do phong thủy tâm linh gì đó sợ qua bển người ta không cho quay, tại vì đâu đơn giản là tự nhiên đi thiêu ban đêm như thế này chắc hẳn là phải có chuyện gì họ không đi thiêu ban đêm, chứ bình thường tao đợi tới sáng mai chứ. Mà cái này vừa mới mất xong người ta đi thiêu liền. Nãy con nói con quay không được, con nguyện cô giái dữ lắm đó, cô giái kêu chư thiên hộ độ sợ giúp đỡ. Qua bển người ta không cho thiêu, con quay đi đặng ghi hình này kia nên con không có đi qua bển. Nhưng mà thấy thiêu ban đêm như thế này chắc hẳn là phải có chuyện với thiêu ban đêm. Bây giờ cũng 9 giờ tối nào mà con cô bác anh chị nè. 9 giờ được, tối dông dữ lắm được đâu. Với không phải là có vấn đề là dông, mà cái vấn đề đầu tiên đó là chỗ người nhà người ta tin tâm linh hay người ta phong thủy người ta không chịu. Chỗ sư vạn thiêu được bao nhiêu đó là sư vạn về cứ đắp trùng tu vậy đó. Tụi cô đây á, ở trong chùa là chỉ có nấu gạo rồi dùng gạo thôi, còn đồ ăn đồ uống tụi cô lo, tiền nước nuôi điện đài là con với nhỏ này gồng gánh hết. Tại vì con cô đi làm việc mỗi tháng cho cô 1 triệu, mà hai đứa thì được 2 triệu vậy cái mỗi tháng, nó cho cô sống được, rồi thành ra cô cũng nhà tiện là tặng dư mua gạo đồ uống. Bà con cô bác anh chị cúng dường vô chùa gạo... cô Chính thấy người ta khổ cô Chính cho hết rồi, gạo đâu nữa à hen? Không có á, cô nằm chim bao. Dạ. À, cái tâm cô nói vậy chứ gạo cô đâu có quyền, ở trong chùa cô đâu có quyền lấy nhưng gì mà cho chỗ, ai. Chỗ sư vạn có hay phát gạo cho người nghèo không cô Chính? Có, hổm như cái tấn vậy rồi phát như cái tấn vậy rồi ông sư cũng phát gạo hết trơn hà. Rồi thế sao rồi từ hôm trước nay xong tự nhiên cái tháng này tháng tuổi mình không phải nói tin tưởng, chứ tháng tuổi ổng có 5 tuổi. Mèo à. Tiếng ngộ mèo dậu gì ta nói năm nay dạ. Xui lắm dạ. Thành ra nói đúng ra là năm nay ông cũng eo hẹp dạ. Đó, ông cũng làm Phật đàng hoàng đó, ông làm Phật. Hồi chiều con có đi một vòng rồi xây lại đẹp lắm cô ạ. Đó, bởi vì cái này cũng có chư thiên trời Phật theo độ ông đó chứ. Một mình ông thiết kế làm đó chứ không có ai mà làm được như ông đâu. Các vị sư thầy nói thiệt nghe nha, là họ sống họ tu họ sung sướng lắm, ổng rất là cực khổ. Sư ông hồi xưa cũng vậy đó, tự tạo tự làm. Rồi cô mới thấy gì chùa nghèo cô mới xin gạch cô đi dán nè, mà cô không ngờ là cô dán được vậy. Ai mà hỏi nói người đàn bà như cô mà dán được vậy không có đâu, mà sao cô cũng nói vô đi làm gì chứ thiên độ cô. Con thấy chủ sư vạn về nghỉ kìa, con với cô Chính lại trò chuyện hỏi sư vạn thử coi tại sao người ta lại thêm ban đêm như vậy được không cô Chính? Được, cô Chính đi chứ. Chào sư ạ.
Dạ lúc sớm thì con định qua bên lò thiêu để mà ghi hình lại cái cảnh thiêu buổi tối ở bên lò thiêu á. Nhưng mà đứng ở đây thì nghe gia đình chia sẻ là người ta phong thủy tâm linh gì đó, sợ qua bển người ta không có cho quay, với lại ghi hình lên mất công rồi gỡ clip nữa. Sợ có chuyện gì người ta mới thiêu ban đêm kiểu như thế này, chứ bình thường đâu có ai thiêu ban đêm như vậy đâu. Cái bà này á, dạ, là đệ tử ruột có trong cái chùa. Phải chết, mấy ông thầy, mấy ông mới đưa phải đi. mới niệm xong 7 giờ là đem đi luôn á, hiểu không? Đó, còn mình á thì sẽ tự nhiên người ta ngặt quá người ta nói thì mình chịu, hiểu không? Chứ không giờ là mệt lắm á, nên là hên là cũng biết là 8 giờ mấy là hên á, chứ còn ngồi tới 12 giờ khuya làm tới 3 giờ sáng luôn á, nó đuối lắm. Nhưng mà sao không để cho người nhà tới thắp hương, rồi cũng như bà con cô bác anh chị gần xa tới viếng cái đám, mà tại sao lại đi thiêu gấp như vậy? À, tại vì nhá, mấy ổng coi coi ngày coi giờ, thấy không? Bà này phải chết rồi á, bà liệm rồi là không có đem vô nhà làm đám nữa, đi xuống này luôn, hiểu chưa? Dạ. Ừ, thử ra nó ngặt cho mình nhiều đó đó. Chứ thường thường là con đem ít làm không thôi, con đem mệt dữ lắm, đem mà đuối á. Trước giờ cái giờ thiêu mà trễ nhất của sư là lúc mấy giờ thưa sư? 12 giờ khuya. 12 giờ khuya. 12 giờ khuya là thường nhất luôn á. Cái ca đó là nam hay nữ thưa sư? Là bà, cái bà. Không, cái ca mà trước đó sư thiêu 12 giờ đêm á. Toàn là lớn tuổi không à? Lớn tuổi không sư? Ừ, lớn tuổi rồi. Ừ. Thế bây giờ sư về đây bên đó có người coi chừng không? Có, dạ. Hai thằng ngồi bánh á. Dạ. Hai thằng ngồi bánh. Tại vì sư có trả tiền nó mà. Dạ. Rồi nó phải coi chừng. Hồi xưa khi nào ngặt lắm á, nó mới điện thoại sẽ chạy qua, hiểu không? Ngặt là ngặt chuyện gì thưa sư? Nhiều khi nó làm không được, hiểu không? Có nhiều cái sư nói con không hết hồn thôi. Tắt nửa chừng. Là nó tắt không cái luôn á. Chàng ơi. Ừ, mà sư qua sư niệm thì thấy vô chết bà luôn. Cho không biết không? Đó, bởi vì em sư vậy á, sư thức luôn. Tức là đợi mà về mà xong mà về rồi sẽ phải bỏ nha, chứ sư mà về đó mới là tắt á, ghê lắm á. Khi nào có mặt sư rồi trái ghê lắm, hãi hùng luôn. Bên đó hiện tại có mấy người canh thưa sư? Là hai thằng. Hai người hả sư? Hai có bao giờ hai người đó sợ quá bỏ chạy luôn không sư? Không có đâu, mà nó ba nó bị, mà nó ba nó đang làm cái sư, nó dòm vô mã thấy có cái đầu mà. Chàng ơi. Nghe ngồi sát ba luôn á. Dạ. Nó bắt đầu bỗng ra, mọi thứ cũng phải về luôn. Mỗi mình sư nói là vậy đó. Dạ. Không, sư đâu có sợ gì. Ờ, mình phát nguyện mình xin ta. Tại ông làm cái gì đó, người ta mới làm vậy. Rồi xong ông bỏ ngày luôn. Bỏ luôn hả sư? Ờ, bỏ ngày luôn. Rồi ông để con ông làm. Dạ. Đó, hai thằng nó làm là con cháu của ông. Ông mà ông chết rồi. Ông chết rồi. Đó. Đó là làm đêm. Làm đêm cực lắm mọi người. Cũng từ thiện không à, nhưng mà anh em thì nó cực con người mình. Với đèn rút này kia đó, nó lấy hết rồi. Đúng không? Đây bỏ mình có cái đèn à, đúng không? Nó cực kia không? Là chỗ bóng đèn mình treo từ đây qua bển, nó đỏ bóng đèn của mình hết sao? Nhưng nó không có xương mới đem cái mới qua, cho sáng hết, con hiểu không? Dạ. Chứ gì có hù à. Dạ. Rồi nó hồi ba một kia nó lấy à. Chẹn rồi. Lột hết rồi, lột mất luôn rồi, ghê không? Lúc xong rồi nó bán, lúc rồi nó bán rồi, rồi nó bỏ vậy đó. Đó, bây giờ chịu về sẽ làm rồi. Rồi cái tiền thiêu đó là sư lấy để mà trùng tu lại chùa của mình đó hả? Mua vợ, cái thẳng luôn, cái nào thì tối thiểu cũng được 1 triệu mấy. Dạ. Cái nào vậy thì có thể sư khoảng 1 triệu mấy, sư mấy cái đó thì về sẽ làm. Có ngày sư vậy thôi, phải không? Chứ giờ hỏi con ở đâu có, với lại sư làm từ thiện không nè, chứ không phải như Mỹ Tho đâu, con muốn vô 7-8 triệu á, phải không? Mà trong khi sư nhiêu, mấy trăm có 3 triệu à, cái xính à, từ thiện mà, nghe, tại làm phước cho con. Mấy lúc thiêu ban đêm như vậy có bao giờ gặp hiện tượng tâm linh hay cái gì ghê không sư? Có. Có hả sư? Tôi cũng biết nha, là cái giảng hai đứa này á là kỳ cũ của sư đó, không mấy đó. Chứ
Cái thằng này mà nó bậy không biết về nhà, nó giờ bắt đầu ra khỏi nhà đó, nó kiếm dũng nước nó chui mặt xuống không á. Chàng ơi. Ừ, rồi sư phải qua bên nhà nó, sư đưa nó về. Sư đưa qua là theo sư sinh, sinh xong rồi mới về nhà, mới vô về được á. Lúc cái người mà canh lò thiêu bệnh đi về là kiếm đống nước đút đầu xuống dưới không hả? Ừ, kiếm chỗ nào có nước đút đầu xuống. Còn sư phải theo nó hoài. Bắt đầu sư ẩm nó đi, sư dắt nó đi á. Ở sau lưng sư là có 70 người á. Họ đi coi mà thấy chuyện lạ quá, họ coi. Mà tối rồi nè, tối á, mà nó bị á, nó bậy người ta làm chi. Ừ, sư dẫn rồi. Muốn làm cái này là đừng nó bậy nha. Dạ. Cũng nó bậy nữa. Thấy không? Họ không có sư rồi, rớt rồi đó. Sao không biết. Rồi thôi sư lấy qua, bọn sư đọc kinh. Rồi kinh giúp nó đi về luôn. Đến bờ ạ. Lúc sớm cũng định đi qua mà thấy chỗ người nhà sợ không cho. Với lại thấy ban đêm mà thiêu ban đêm không, như vậy cũng ghê á. Rồi đúng. Còn, đầu tiên cũng mới thấy mà thiêu ban đêm như vậy á. Ừ. Chứ con bạn đêm con không nên qua luôn ơi. Dạ. Tại vì con thấy là con dội liền ha. Lúc nãy cô Chính cũng khuyên con là không có qua bên đó. Ừ. Tại vì bạn đêm nguy hiểm mà con. Dạ. Nếu con yếu á. Dạ. Ha. Dạ. Là nhảy vô quậy à. Quậy con á. Dạ. Hồi xưa quậy lò. Dạ. Cái giờ sao giờ. Nha. Mình mới ổng nãy bắt tâm luôn à. Mấy cái xe con thấy không? Dạ. Nó tông á. Mấy người này chết á là Phật tử. Đó. Thử ra rồi tính sư tính về đây là họ vô á. Dạ. Còn cuối cùng lên xe hết rồi thôi sư vô luôn. Ừ. Dạ con cảm ơn sư đã dành chút thời gian quý báu để chia sẻ cho con cùng với quý cô bác anh chị biết được những việc làm của sư là ban đêm phải đi thiêu để mà kiếm tiền về trùng tu lại ngôi chùa. Đúng. Những việc làm của sư á thì được bà con cô bác anh chị hưởng nhiều. Qua đây cũng xin chúc quý bà con cô bác anh chị có thật nhiều sức khỏe, quý bà con cô bác anh chị của thêm kênh nhấn like cũng như đăng ký và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô bác anh chị. Dạ con chào sư, con dành chút thời gian để cho sư những con không dám hoài là sư không ngủ được. Rồi sư chúc mừng hết cho người ta nghe. Dạ. Cái gì cũng điều lành nghe. Dạ. Rồi,